Xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video clip ngày hôm nay. Hôm nay mình tiếp tục review và giới thiệu đến các bạn và các anh em một cái mẫu máy khá là hot cho những cái dòng máy thuộc phân khúc giá rẻ. Thì đây là cái mẫu máy phải nói là khá là hot hiện nay. Nó hết hàng khá là lâu. Và đợt này về thì nó có thêm cái size 2000 và size 3000 nha các bạn. Mình về có thêm cái mẫu máy cho anh em đi câu lua thuộc phân khúc giá rẻ. Có 2000, 3000, 5000, 6000, 7000, từ 5000, 6000, 7000 thì cho các anh em đi câu sông, câu hồ ha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua cái thông số. Cái máy size 1000, 2000, 3000. Thì cái đợt này mình không có về size 1000 ha, có size 2000, 3000, 5000, 6000, 7000. Và đây là cái thông số dây của size 2000 nè. Size 3000. Các anh em nào muốn xem chi tiết cái thông số dây thì các bạn dừng lại cái video á, nhìn ha. Còn cây ratio của nó là 5.0.1. Đấy. Đây là cái size 6000, 7000, ratio là 4.7.1. Và đây là size 6000 nè, 7000 nè, đây là cái thông số dây. Này là tính mm/mét. Đó. Và các anh em nào mà muốn quan tâm đến cái thông số dây thì các bạn dừng cái video lại ha, mình nhìn. Và đây là cái size 5000. Rồi cái size 4000 mình cũng không có nhập ha, nhập size 5000. Radio là 5.0. Đây là 5 size cái mẫu máy của FPE. Đây là một cái mẫu máy hot nhất hiện nay thuộc cái dòng máy phân khúc giá rẻ. Size 2000 cái size 3000 thì nó nhìn hơn một xíu nè. Thì cái dòng máy này cái form của nó cũng khá là chuẩn, thì nó cũng bằng size của những cái dòng máy Shimano hay là Daiwa. Với size 2000 thì nó cũng bằng cái, nó cũng gần bằng xem với cái máy Shimano Sienna 2000 nhé. Đó, nhưng mà cái form này nhìn nó hầm hố hơn ha. Đấy. Bi là 17+1 bi cho một vật đạn ha, FP 2000. Đó. Cái bun cũng là bằng kim loại này, tay quay bằng kim loại. Cái dòng máy của size 3000 với 2000 thì cái nấm tay quay là cái nấm EVA loại nhỏ nhé. Từ 5000, 6000, 7000 thì cái nấm tay quay là cái nấm tròn lớn. Cái máy size 2000, máy dòng máy này là cái dòng máy mà thuộc phân khúc giá rẻ hot nhất hiện nay. Thì những cái đợt trước thì nó không có cái size 2000 và 3000. Thì đợt này mình thấy cái dòng máy này xài cũng khá là tốt và anh em đánh giá cũng khá là ok. Thì mình quyết định nhập thêm cái size 2000 và 3000 để về cho anh em đi chơi lua size 2000 và 3000. Thì anh em nào mà quýnh cần M, ML, L thì có thể sử dụng size 2000 và 3000. Còn anh em nào mà thích lua mà cứng hơn xíu, quýnh cái lóc hay thích bạo lực thì có thể sử dụng size 5000. 5000 cũng khá là nhỏ. 5000 có thể câu sông, câu hồ ha. Và size 7000, 8, 7, 6000, 7000 thì các anh em đi câu sông, câu hồ. Đó. Một cái máy thuộc phân khúc giá rẻ cực kỳ đẹp. FB, đây là size 5000. Các bạn nhìn nè, trục trước rồi khá là to ha. Đây là size 7000 ha. 7000 là thích hợp cho các anh em đi câu sông, câu hồ. Tha hồ mà tại cá nha, rất cực kỳ bạo lực luôn. Thì 7000 này nó cũng bằng những cái size 7000 của Daiwa Shimano, cái form nó cũng khá là chuẩn. Nhìn nó cũng có to to nhìn hơn một xíu. À, khá là đẹp. Đây là cái size 6000. Đây 6000 với 7000 nè. Anh em nhìn nó nhìn hơn một xíu. Rồi các bạn và các anh em mà mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video.